Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết các đơn vị thành viên đã thực hiện đầy đủ phương án đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân 27 tỉnh thành phía Bắc trong dịp lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trong các ngày Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tính đến ngày mùng 3 âm lịch, các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc không thực hiện các công việc trên lưới điện có cắt điện làm mất điện của khách hàng. 100% các đơn vị tổ chức trực tăng cường đối với lãnh đạo trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày lễ Tết, cũng như chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh.